Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp cho biết, virus là một trong những tác nhân quan trọng gây viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em. Đứng đầu là virus hợp bào hô hấp. Hiện số ca mắc virus hợp bào hô hấp tại Bệnh viện Nhi Trung ương đang có xu hướng gia tăng và diễn biến nặng ở nhóm trẻ nhỏ và trẻ có bệnh lý nền. Cụ thể, theo bác sĩ Hanh, virus hợp bào hô hấp là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh thường xuyên xuất hiện vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là mùa thu đông hoặc xuân hè, từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm. Hiện mỗi ngày, Trung tâm Hô hấp tiếp nhận từ 15 đến 20 bệnh nhi nhiễm trùng hô hấp nặng. Trong đó, các ca nhiễm virus hợp bào hô hấp chiếm khoảng 20 đến 30%. Bệnh hay gặp ở nhóm tuổi dưới 2 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Để phòng bệnh, ngay từ khi mang thai, cần chăm sóc bà mẹ để đảm bảo trẻ sinh ra đủ tháng, đủ cân và khỏe mạnh. Hạn chế cho trẻ ra ngoài vào sáng sớm hoặc đêm lạnh. Nếu bắt buộc ra ngoài phải đeo khẩu trang, giữ ấm cho trẻ. Hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Đối với trẻ lớn, thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tiêm vaccine phòng bệnh theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Các bác sĩ khuyến cáo, khi thấy trẻ có một trong các dấu hiệu nặng như bỏ bú, ăn kém, thở nhanh rút lõm lồng ngực, tím tái, sốt cao, co giật, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.